Thưa quý vị, tính tới ngày 31 tháng 10, thành phố Đà Nẵng hiện có 20 trường hợp về từ vùng dịch đang cách ly tập trung, 723 trường hợp cách ly tại nhà. Để siết chặt công tác giám sát người về từ vùng dịch, Đà Nẵng đã triển khai mô hình quản lý chặt chẽ từ thành phố cho đến cấp phường xã. Tổ COVID-19 cộng đồng, cảnh sát khu vực là lực lượng nòng cốt đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, quản lý di biến động dân cư và tuyên truyền người dân tuân thủ quy định phòng chống dịch. Ghi nhận tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê. Triển khai nắm tình hình, kiểm tra đột xuất nhân hộ khẩu tại khu dân cư có người về từ vùng dịch là nhiệm vụ hàng ngày của cảnh sát khu vực phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê. Nếu người về từ vùng dịch không thực hiện đúng theo cam kết cách ly tại nhà, tự ý ra khỏi nhà sẽ xử lý theo quy định. Thường xuyên phối hợp với là tổ COVID cộng đồng là tuyên truyền tại khu dân cư, là cụ thể là những các hộ xung quanh trong khu dân cư là nơi có người đang cách ly tại nhà, thì nhằm giám sát phát hiện, là nếu mà phát hiện là người ta ra khỏi nhà thì sẽ tố giác và điện báo cảnh sát khu vực. Ủy ban nhân dân phường Thanh Khê Đông đã duy trì mô hình quản lý theo hình thức kết nối Zalo trực tuyến, thông tin người về từ vùng dịch sẽ được chuyển đến từng khu dân cư. Tổ COVID-19 cộng đồng sẽ phối hợp với cảnh sát khu vực, lực lượng y tế thường xuyên nắm hộ, nắm người và theo dõi sức khỏe hàng ngày, chủ động phát hiện sớm nếu có triệu chứng. Mình sẽ tạo thêm là 3 cái group. Một, thứ nhất đầu tiên là cái group là tiếp nhận, tổ tiếp nhận và xử lý thông tin từ vùng dịch. Thứ hai là tổ group là group của tổ dân phố theo dõi, gồm các tổ trưởng tổ dân phố, tổ COVID cũng như thành viên ban chỉ đạo. Và group thứ ba là cái group tương tác với người trực tiếp được cách ly, để hàng ngày mình sẽ truyền tải những cái thông tin mới hoặc là những cái vấn đề về liên quan tới cái việc cách ly, để cho người cách ly người ta chấp hành tốt. Đối với những người mà người lạ đến khu dân cư thì bà con đã thông báo cho tổ trưởng và các cái đoàn thể là kịp thời để thông báo, để cho người ta hướng dẫn. Trường hợp mà vi phạm mà không đi khai báo thì có chúng tôi đã kịp thời báo cáo cho cảnh sát khu vực để có cái can thiệp kịp thời. Cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương từ cấp thành phố đến cơ sở, mỗi người dân, mỗi hộ gia đình cần tự bảo vệ trước dịch bệnh. Đây là yếu tố then chốt để thích ứng an toàn, linh hoạt trong bối cảnh hiện nay.